月光洒在每个人心上，让回家的路有方向。离开太久的故乡和老去的爹娘，rồi em chưa về thăm nhà nhỉ. Lần cuối cùng em trực tiếp gặp ba mẹ và Nam Nam là từ khi nào rồi? Những chuyến bay nửa đêm về sáng, những buổi chụp ảnh đai xiên, những ngày ngâm mình trong phòng thu, những đêm trắng nơi phim trường, quá nhiều thứ chồng chất lên nhau em nhỉ. Em của chị đi làm việc mà cứ ngỡ như em đi du học vậy. Thời gian ở nhà ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Những khi mệt mỏi nhất, em sẽ lấy gì để động viên mình nhỉ? Chị nghĩ rằng nhớ đến gia đình là một phần không thể thiếu ha. Rồi thế nào, gốc rễ của mình vẫn luôn là nơi truyền năng lượng cho mình mà. Em thật sự là một cậu thiếu niên khiến chị yêu thương. Từng câu từng chữ em nói, đôi khi vẫn thoáng qua yêu thương sâu đậm với gia đình, với quê hương. Chị không biết người đi xa cụ thể sẽ là kiểu tâm trạng gì, nhưng tâm tư của người ở nhà thì chị có thể hiểu một phần. So sánh vui một tí thì giống như mình đặt đồ online và món đồ đó mình rất rất thích. Sau đó mỗi ngày mình đều trông ngóng món đồ đó được giao đến cho mình. Việc chờ người mình yêu thương cũng vậy, là cảm giác vừa trông ngóng vừa vui khi biết người đó sắp trở về, lại vừa khắc khoải khi ngày về còn chưa định. Là tổ hợp cảm giác vui buồn lẫn lộn, nhưng nhiều hơn là sự xót xa trong lòng. Xót xa người ở phương xa một thân một mình tự chăm sóc bản thân, xót từng bữa cơm giấc ngủ và xót cả từng giọt mồ hôi nước mắt. Người thương cách mình càng xa, trái tim lại càng đau nhói. Chị nghĩ ba mẹ và cả em trai của em nữa đều mang trong lòng sự nhớ nhung và khắc khoải dành cho em. Ba mẹ nào mà không thương con, nhìn con mình lớn lên thành tài, được vạn người yêu quý là niềm vui chẳng thể tả thành lời. Nhưng bất cứ quyết định nào cũng đều có đánh đổi. Đánh đổi của em, của gia đình em, chính là hy sinh thời gian được ở bên nhau. Em hy sinh thời gian được làm đứa trẻ nhỏ trong gia đình. Ba mẹ em hy sinh thời gian được chăm sóc em và ở bên em mỗi ngày. Em sẽ càng trưởng thành, bước chân sẽ ngày càng xa. Chỉ mong sự tâm trong lòng vẫn luôn được em nắm giữ. Có khi nào mệt mỏi quá thì quay đầu đi, trở về nhà em nhé. Tự như câu ca chị từng nghe, ánh trăng soi chiếu trái tim mỗi người, để ta nhìn thấy ánh sáng trên con đường về nhà. Dù có đi đến nơi thật xa ấy, cũng đừng quên mất quê hương. Quê hương đã lâu ngày không trở lại, mau mau về gặp cha mẹ đang dần già đi. Lần đầu tiên chị nghe bài hát này, chị chợt nhớ đến em, đến câu nói tốc độ trưởng thành của con cái nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ. Chị biết rằng em yêu gia đình mình rất nhiều. Trong lòng em cũng luôn mong nhớ gia đình mình trong những ngày tháng lang du qua mọi miền đất lạ. Vậy nên tuổi 18 cận kề rồi, nếu có thể hãy về nhà em nhé. Trở về để được nằm trong vòng tay yêu thương, trở về để được nghe ba mẹ dặn dò khi bước sang ngưỡng cửa trưởng thành. Trở về thăm Nam Nam và trở về để em lại là em, chỉ là một sĩ dương thiên tỷ bình thường, chỉ là một thiếu niên nhỏ bé giữa 8 tỷ người trên hành tinh này. Chị mong em có được một ngày thuộc về riêng mình, một ngày thực sự bên cạnh gia đình của em. Cuộc sống này vội vã lắm, chị chẳng mong gì nhiều, chỉ hy vọng em có thể
sẽ có được một ngày như vậy. Cậu bé sắp 18 tuổi của chị, dịch xương tiến tỉ, chị thương em rất nhiều. Chúng ta hứa sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó trong tương lai nhé. Đó nhất định sẽ là một ngày đẹp trời, và chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười. Khi ấy ta sẽ biết được khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua. Ta biết rằng mọi giọt nước mắt đều có giá trị của nó. Và chúng ta, chị và em, trong tương lai đó nhất định sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Vì đó là điều tuyệt vời nhất của riêng chúng ta. Hạnh phúc là khi lòng em bình yên.洒在每个人心上，让回家的路有方向。哦，离开太久的故乡和老去的爹娘。哦，迎着月色散落的光芒，把古老的歌谣轻轻唱。哦，无论走到任何的地方，都别忘了故乡。是什么力量让我们坚强？是什么离去让我们悲伤？是什么付出让我们坦荡？是什么结束让我们成长？温暖什么？
是什么风雨让我们流浪。哦，月亮高高挂在了天上，为回家的人照着亮。哦，离开太久的故乡，快快回去见爹娘。离开了太久的故乡，快快回去见爹娘。